ơn Vua Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Tin mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Tin mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Xin mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn gần nhờ Chúa thương xót. Quý ông bà và toàn thể anh chị em, lời kinh văn côi chúng ta đọc hôm nay đã kết thúc. Chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Thật sự khi nuôi Đức Mẹ, chúng ta dựng nên để chúng ta quay quần nơi đây khá đông để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Theo con nghĩ đó là hồng ân Chúa ban giáo xứ chúng ta. Kinh văn côi sống vẫn có hiệu quả đắc lực trong đời sống hàng ngày. Năm ngoái con đã bốc được kinh năm sự thương thứ ba thì ngắm Chúa Giêsu chịu đòn móng gai, tái sinh cho được sỉ nhục bằng lòng. Như con bất động như sáng nay chạy xe từ đây đến bến thánh giá Tân Lập dân lễ, con lần hạt đó là lần hạt sống để liên kết với quý ông bà anh chị em. Mà năm nay con lại bốc năm sự thương thứ ba thì ngắm Chúa Giêsu chịu đòn móng gai, tái sinh cho được mọi sỉ nhục bằng lòng. Năm ngoái con bị sỉ nhục bằng lòng để làm sao làm được nuôi Đức Mẹ, nhưng mà hy vọng năm nay cũng bị sỉ nhục bằng lòng để tiếp tục làm cái nền này. Trời mưa nó cứ ngập hoài, con sẽ làm được thoát và làm gạch cho nó đẹp. Và Tết thì quý bà anh chị em xin cho con được sỉ nhục bằng lòng, bởi vì nó xin tiền nó cũng bị sỉ nhục lắm, nhưng mà không sao, mình làm vì Chúa, vì giáo hội, đó là điều tốt, cũng chẳng sao. Cho nên chúng ta hãy liên kết với nhau qua những giờ kinh mân côi rất hiệu quả. Chúng ta thấy trời rất đẹp, Chúa ban cho chúng ta. Mà hôm nay trời gió mà nóng nữa, lát nữa sau này chúng ta về nhà rồi trời sẽ mưa vào buổi tối. Thời tiết dự báo con nói linh lắm, tiên tri. Điều thứ hai là thứ bảy tới đây ngày 13 tháng 10, xin mời cộng đoàn vào buổi trưa chúng ta đi kiểu Đức Mẹ. Đức Mẹ Fatima mà hiện ra vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, 13 tháng 10 2018, đúng 101 năm Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima.
Giáo xứ chúng ta vào tháng 5, 13 tháng 5 đến 13 tháng 10 có thánh lễ vào buổi trưa, trừ 13 tháng 8 mẹ không hiện ra. Rồi đến ngày 13 tháng 11, 13 tháng 12, 13 tháng 1, 13 tháng 2, 13 tháng 3, 13 tháng 4 con sẽ dâng thánh lễ tại đài La Vang này để 7 giờ tối chúng bà anh chị em đến đây hát dâng thánh lễ tạ ơn Đức Mẹ La Vang bắt đầu từ tháng 11 này. Con xin được nhắc rõ với ông bà anh chị em. Và điều tiếp theo xin được xin quý bà anh chị em thứ bảy này ai muốn dâng hoa kính Đức Mẹ thì sáng thứ bảy mang hoa tới hoặc vào tìm và thùng hoa để mua hoa dâng kính Đức Mẹ. Ca đoàn thánh tâm hát lễ giáo khu du xe trực hội bà mẹ công giáo mua hoa và phát nước suối Đức Mẹ cho cộng đoàn sau lễ. Và điều thứ ba là xin lỗi quý ông bà anh chị em âm thanh hôm nay không được tốt vì lý do sự cố này sự cố kia, cố gắng chúng con rút kinh nghiệm cho tuần sau xin ban một hội đồng một cuộc chúng ta cố gắng. Như sáng nay con kiểm tra loa trong nhà thờ có một loa bị đứt dây, con sẽ mua một loa mới bởi vì xài 5 năm rồi nó hư rồi thì bình thường. Và con sẽ mua một dàn loa ở ngay lò lu Võ Khế, cái nơi giáo dục truyền giáo, và sẽ mua thêm một dàn loa ở đây để xài cho công việc của đồng tư và lễ các linh hồn và những ai cuối tháng. Cho nên xin mua những loại tốt, đừng có tích kiệm tiền mà mua những loại bèo bèo đâm ra thì nó xài lâu lâu nó ngắt quãng ngắt kia thì cũng không có ai. Xin lỗi cộng đoàn, hôm nay âm thanh không được tốt, chúng con cố gắng. Và xin âm thanh lưu ý loa và micro nói gần nhau nó sẽ ú nên lại loa quay qua mấy bên và khi chỉnh đàn rất nhỏ tại vì tiếng hát mới là chính không phải là đàn là chính, chúng ta cố gắng ha. Và điều sau cùng sáng nay các cha trong giáo hạt thêm họp với nhau vào ngày tuần thứ hai trong thứ ba để mà lệnh hạt tĩnh tâm thì quý cha hạt trưởng hạt thủ thêm cũng như quý cha trong giáo hạt thì bảy xứ đã bầu con là hạt phó của giáo hạt thủ thêm. Thật sự là một trách nhiệm nặng lắm bởi vì con là đặc trách truyền thông, đặc trách truyền giáo, thư ký, giờ đây làm hạt phó, rồi lúc trước là giấy trẻ, đặc trách giấy trẻ, đặc trách thiếu nhi nữa, nên con đã nghỉ hai cái chức vụ giấy trẻ và thiếu nhi để với tư cách làm hạt phó để làm không khí của giáo hạt thủ thêm của chúng ta ngày càng mạnh hơn. Và điều sâu cùng xin được nhắc trong ban hội đồng một vuông và quý bà anh chị em tại 9 giờ sáng tại giáo xứ Tân Lập giáo hạt thủ thêm cha hạt trưởng mời nếu quý bà anh chị em nào có điều kiện có các cha dòng Gioan Thiên Chúa ở Xuân Lộc vào ngày chủ nhật tuần trước, chủ nhật này và chủ nhật tuần sau tức là 14 và 23 nữa là các cha Gioan Thiên Chúa dạy cho trong giáo hạt thủ thêm của chúng ta để vấn đề chăm sóc bệnh nhân. Ví dụ như một người trong gia đình hoặc là một người trong giáo xứ chúng ta hấp hối thì chúng ta cần phải chăm sóc như thế nào. Mỗi giáo xứ có thể 5 người hoặc hơn, ông hội đồng giáo xứ chủ tịch tìm cho tôi 5 người hoặc 10 người, càng đông càng tốt, xin đăng ký để mà mình giúp kẻ liền cho những người trong hấp hối. Khi trong cơn hấp hối họ rất cần như thế nào thì các cha Gioan Thiên Chúa, dòng Gioan Thiên Chúa là chuyên nghiệp về vấn đề chăm sóc bệnh nhân. Cho nên Ngài đến chỉ trong 17 xứ trong giáo hàm mà thánh linh của chúng ta tuần trước tôi đã quên, tuần này bắt đầu từ 9 giờ cho tới 11 giờ trưa, sau đó lại ăn cơm tại Tân Lập. Anh phải báo để cho biết cho để người ta lo cơm như bao nhiêu người, từ 5 người trở lên. Giáo xứ chúng ta cũng phải cần có những người chăm sóc bệnh nhân khi họ hấp hối, hoặc là có những người giáo dân chúng ta nếu cần chúng ta đi học để mà chúng ta trao dồi cái cách mà khi trong cơn hấp hối thì ma quỷ nó cám dỗ rất nhiều. Cho nên chúng ta phải đọc kinh gì, chúng ta phải cứu linh hồn nó như thế nào thì có các cha dòng Gioan Thiên Chúa chỉ cho giáo hạt thủ thêm của chúng ta trong chủ nhật này 9 giờ đến 11 giờ, chủ nhật 14 tháng 10, chủ nhật 23 tháng 10 đăng ký nơi chủ tịch và sau đó đăng ký để báo số cơm để cho ta làm cơm trong tháng đó hoặc là chúng ta học chúng ta về, đó là tùy quý bà anh chị em có thiết tha mời gọi. Có những ai muốn tham gia chăm sóc bệnh nhân chúng ta đến để tham gia tại giáo xứ Tân Lập. Đó là điều sẽ được nhắc quý ông bà anh chị em. Giờ đây con làm nước phép nước suối nước mẹ cho cộng đoàn từng. Ơn phụ trợ chúng con ở nơi dân chúa Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha
Lạy Chúa, vì phần rỗi nhân loài Chúa đã thiết lập trong chất nước những nhiệt tích cao cả, xin ấy thương nghe lời chúng con kêu cầu và đổ tràn đầy quyền lực thánh thần cho nước và nước này để chúng con được xài. Xin Chúa nâng đỡ và nhìn giữ chúng con được sử dụng và nâng đỡ cho chúng con về phần hồn và phần xác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Vâng.